Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 năm 2024, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca là cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoảng 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Và đáng chú ý, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc, lần đầu vợ ông Trương Xuân Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca. Lần thứ hai, đích thân ông Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ ba, vợ chồng ông Đức mang 2 bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Theo cơ quan chức năng, sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đức. Ngoài ông Đỗ Hữu Ca, còn có 12 người khác bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.